Chào mừng quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh vàng của Eway 301. Ngày hôm nay, một ngày chủ nhật rất là đẹp trời, tôi đang có mặt tại 505 đường Ngô Gia Tự, chi nhánh của Eway 301 Long Biên. Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật một số sản phẩm về phụ kiện âm thanh cho một số anh em yêu thích hàng bãi, có thêm những sự lựa chọn mua sắm cho mình. Thì như anh em thấy, lần này về rất là nhiều dây tín hiệu âm thanh cho anh em nhé, dây loa, dây AV, dây nguồn, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Các loại dây 3.5 ra 2AV này, hàng bãi, Fullutech, Monter rất là nhiều anh em ạ. Đây là video mình giới thiệu qua đây để anh em có cái sự lựa chọn. Còn về sau, video tiếp theo, video sau thì sẽ giới thiệu chi tiết những sản phẩm cho anh em nào cần. Hoặc là anh em nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 722 688. Thì tôi sẽ lựa chọn báo giá sản phẩm cho anh em. Anh em kết bạn Zalo với tôi nhé. Số điện thoại tôi để phía dưới. Những bộ dây tín hiệu rất là chất lượng. Ở đây có một cái, có một số những cái cục lọc nguồn cho anh em, cục lọc nguồn điện, tức là những cái bộ lọc của hàng bãi của Nhật, made in Japan này, anh em thấy này, hàng chính hiệu của Nhật. Tháo cho những cái máy thiết bị lọc điện ra thì điện vào sẽ vào đầu này và ra sẽ ra nguồn này, để cho ra dòng điện sạch, dòng điện không bị nhiễu tạp, để âm thanh nó được tĩnh nền hơn. Đây, ở đây cục 20A như anh em thấy. Cục lọc 20A, con này tất cả đều là 1,5 kVA nhé, tức là 1500V. Công suất khá là, tức là chịu đòn rất là khỏe anh em ạ. Duy nhất một cục này có bắt ốc này, còn lại là đều phải đấu dây vào đây. Cục lọc 20A này, 1500V này, made in Japan, có giá là 280.000 đồng anh em nhé. Ngoài ra cục màu đen này, là cục này là 10A, như anh em thấy. Đây, 10A. Đó, cục này có giá là 180.000 đồng anh em nhá, giá rất là bình dân. Cục 10A màu đen giá 180.000 đồng một cục. Cục 20A màu trắng đây, tất cả đều made in Japan, có giá là 280.000 đồng nhá. Ngoài ra có những cái ổ cắm điện cho anh em, ổ cắm điện bãi Nhật xịn. Đây, 15A 125V này, 1, 2, 3, 4 ổ cắm. Và ổ cắm anh em thấy hình dạng nó hơi xoáy, tức là đây là dạng ổ cắm khóa thông minh. Khi cắm vào này anh em thấy chuẩn chân dẹt anh em nhé. Chúng ta cắm vào, chúng ta phải xoay một cái, nó sẽ khóa lại thì sẽ không rút ra được nhá. Khi rút ra thì nó xoay ngược ra một cái, đó, chúng ta mới rút ra được. Đặc biệt là cái dây này có cái dây nguồn rất là to. Anh em nhìn cái dây nó to gần so với cái ổ này. Cái dây rất là to để chịu dòng tải lớn. Và ổ cắm này là đều chân dẹt hết anh em nhé, đều chân dẹt. Có giá 180.000 đồng, dây của Nhật xịn này. Rác này có thể gập này, rất là đa năng. Nhật họ thiết kế thì rất là tốt rồi, tối ưu rồi. Ngoài ra là những có cái phụ kiện âm thanh như những dây loa rất là nhiều. Dây loa 14 lõi 80.000 đồng một mét này. Lần này tôi về rất là nhiều dây cho anh em nhé. Dây Magintoc này, dây loa này, rất là nhiều. Đấy. Đây, con xe này thì không bán, con này thì để đi chờ hàng cho anh em thôi. Còn Fullutech, còn Future Chiến, còn Future làm audio là rất là nhọc nhằn, nên là chỉ có con xe này để đi giao hàng thôi cho anh em thôi. Rượu thì anh em đến giao lưu thì có cả bình, chè rất là nhiều. Mình xin phép làm húp nước cho nó ngọt giọng. Đây, thì rác thì cũng rất là nhiều anh em nhá. Anh em cần mua lẻ rác về để làm dây AV thì cũng rất là nhiều, để cho anh em chơi. Những bộ dây lót dock thì mình cũng còn khá nhiều, chưa kịp DIY cho anh em. Giải mã âm thanh, giải mã hoặc là những con dề, giải mã Q6. Con này của Suka này, tất cả sản phẩm của Suka Audio đều còn hàng nhá. Q5 Pro, Q6 Pro và những con dề nữa. Phần tần, đặc biệt là anh em nào mà cần đóng loa nhá. Thì cần củ loa rời này, cần mạch phân tần này. Củ loa bát, củ loa trung, củ loa chép thì có thể liên hệ với tôi. Tôi có rất là nhiều những cái vấn đề về củ loa cho anh em. Mình sẽ để ở chỗ khác. Đây, những củ loa chép rời này. Củ loa chép rời, con này 750 một cặp, cả phần tần, hàn sẵn dây, về nghiệp chỉ việc đấu thôi. Một cặp như này. Đó. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Hoặc là những cặp loa chép được đóng vỏ như này, giá cũng rất là rẻ. 1,1 triệu một cặp này. Tam giác hoặc là như này. Xin tận tay cho anh em luôn. Ở đây tôi có về được những cặp loa
Thực tế đây là loa gọi là loa toàn dài để làm loa chép cho anh em. Khi tôi sẽ lựa chọn tụ xịn để cắt tần số để làm tiếng chép cho anh em. Tiếng chép rất là mịn, đã test và kiểm tra rồi, bán rất là nhiều cho anh em. Cặp loa chép, cặp này để làm loa chép anh em nhé, giá 250 một cặp, rất là ngon, loa chép xịn, bãi xịn. Đấy. Bên trong thì có rất là nhiều dây dẫn âm thanh. Rảnh rảnh thì vẫn đi chạy GrabUp. À, GrabUp vẫn vứt đây. Đây, dây tín hiệu rất là nhiều anh em nhá. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép anh em vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới 0908 722 688. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.